Tô Ngộ Không đại chiến 18 vị La Hán tập thứ 5. Tô Ngộ Không bay đến Lạc Già Sơn, bốn bề mây bay khói tỏa, uy nghiêm vô cùng. Đức Quan Âm đang ngồi giảng kinh, nhìn thấy Ngộ Không, Bồ Tát đã đoán ngay ra được lý do. Sau khi nghe Ngộ Không kể rõ sự tình, Bồ Tát cũng trách móc: "Còn khỉ nhà ngươi vẫn chứng nào tật nấy, liên tục quấy phá, lần này ta không thể giúp ngươi." Ngộ Không vẫn ra sức năn nỉ để cứu Chư Bát Giới. Bồ Tát cũng động lòng, lấy từ trong ngọc tịnh bình ra ba cái lá dương liễu. Ngộ Không mừng rỡ nhận lấy, cất vào sau gáy. Nó lập tức biến thành ba sợi lông vàng lấp lánh. Ngộ Không tạ ơn Bồ Tát rồi cưỡi mây bay đi. Tới trước cửa miếu A La, Tô Ngộ Không lập tức hét lớn, gọi thẳng tên La Hán Di Lặc ra ngoài gặp mặt. La Hán hộ pháp thấy ồn ào, liền cầm tích trượng ra ngoài. Thấy Ngộ Không liền quát hỏi: "Còn khỉ ngang ngược còn dám đến đây?" Đang định động thủ thì La Hán Di Lặc đã bước ra. "Đại thánh muốn gặp ta ư? Mau thả sư đệ của ta ra ngoài, nếu không ta sẽ san bằng nơi này." La Hán Di Lặc cũng cười mà đáp lại rằng: "Con lợn đó đang ở sau chùa được tắm rửa sạch sẽ để chờ quang trổ ăn thịt." Nghe đến đây, Ngộ Không liền tức giận, vùng gậy lên đánh. Thế là hai bên lại quân thảo kịch liệt. Được vài hiệp, La Hán Di Lặc yếu thế bèn tung mình nhảy lên mây, há miệng ra muốn hút Ngộ Không vào trong bụng. Tô Ngộ Không cũng nhanh chóng lấy ra một sợi lông vàng biến thành người giả, còn mình thì dùng ẩn thân thuật trốn đi. La Hán Di Lặc cười to ba tiếng hút lấy Ngộ Không giả vào trong miệng. Vừa đến cửa miệng thì Ngộ Không giả lập tức biến thành một viên thiết cầu cứng rắn, làm gãy răng La Hán Di Lặc, khiến ông ta trọng thương, quá đau đớn đã ngã từ trên mây xuống. La Hán hộ pháp thấy thế vội vàng đỡ La Hán Di Lặc vào trong rồi đóng chặt cửa chùa lại. Ngộ Không thắng thế ở bên ngoài liên tục la mắng nhục mạ, nhưng cửa miếu A La vẫn im ắng đóng chặt. Mãi cho đến ban đêm, Tô Ngộ Không liền biến thành con đom đóm bay vào trong, đi ngang qua một gian phòng, thấy có tiếng ngáy quen thuộc, Hầu Ca liền chui vào trong. Thì ra là Chư Bát Giới đang bị trói treo, vừa ngủ còn vừa trách mắng: "Tên bật mã ồn chết tiệt dám bỏ lại lão Trừ ta ở đây!" rồi tự mình bỏ trốn. Tô Ngộ Không nghe vậy thì nở một nụ cười xấu xa, sau đó biến hình thành La Hán hộ pháp, tay cầm dao xẻ thịt, hùng hổ bước vào cắt dây trói ra rồi gằn giọng nói: "Còn lợn béo giờ chết của người đã điểm, Bát Giới sợ hãi quỳ mọp xuống mà van xin, hãy tha cho lão Trư một mạng, nữ nhân trên đời lão Trư còn chưa hưởng hết." Tô Ngộ Không nghe vậy thì không nín được cười, nên đã để lòi ra cái đuôi khỉ. Bát Giới phát hiện ra liền quát ầm cả lên: "Bật mã ôn, ngươi lại dám trêu chọc lão Trư!" Ngộ Không lập tức bịt miệng Bát Giới rồi kéo ra khỏi phòng. Đi ra sảnh đường, thấy có rất nhiều đồ cúng. Bát Giới bị đói mấy ngày liền vô lấy ăn ngấu nghiến, vô tình làm đổ một bát hương. Lập tức bốn phía có tiếng la lớn, ba vị La Hán tế lên pháp khí đuổi theo: "Yêu hầu chạy đâu?" Ngộ Không và Bát Giới vội vàng cầm binh khí nghênh chiến, vừa đánh vừa chạy. Được mấy chục hiệp thấy cả hai đã sắp thoát khỏi vòng vây. Phục Hổ La Hán hét lớn một tiếng, tế ra một pháp bảo, trên đó chiếu ra hào quang vạn đạo lao thẳng về phía hai người. Bát Giới sợ quá quay đầu liền chạy, còn Ngộ Không nhanh chóng nhảy tót lên mây trốn thoát. Ở dưới chùa, Bát Giới bị luồng hào quang khống chế không thể chống lại, rất nhanh đã bị chế phục. Một lát sau thấy mọi chuyện đã yên ắng, Ngộ Không lại hóa thành con rơi bay vào trong điện. Thấy Bát Giới bị trấn áp La Hán vây quanh nên không dám ra tay, Ngộ Không bèn bay ra chỗ vắng niệm chú gọi Long Vương tới. Ngộ Không muốn Long Vương cùng với mình cứu Bát Giới ra ngoài. Sau đó Ngộ Không bắt quyết phun lửa vào trong phòng của các La Hán. Long Vương cũng hóa thành con rồng liên tục bay lượn và thổi gió. Chỉ phút chốc ngọn lửa đã bốc cháy cao ngất trời, miếu A La náo loạn, các La Hán vội vàng cùng nhau thi pháp dập lửa. Ngộ Không thừa dịp lén vào trong điện, thấy pháp bảo trấn áp Chư Bát Giới là một cái nón của nhà sư. Ngộ Không vung kim cô bổng đập liên tục, nhưng mũ không bị suy chuyển gì cả, còn khiến Tô Ngộ Không bị đẩy văng ra ngoài. Đang suy nghĩ vào đầu bất tài tìm cách thì Tô Ngộ Không lại chạm phải sợi lông vàng sau đầu, mừng quá liền nhổ một hơi, hồ biến thành một chiếc kéo cắt đứt chiếc nón kia. Bát Giới chật vật chui ra ngoài, hai người vội vàng cưỡi mây chạy khỏi miếu A La. Lúc này các vị La Hán đang tìm cách dập lửa. La Hán cầm rắn vung tay lên thổi một hơi, con rắn đỏ trong tay bay lên không hóa thành con rồng vàng. Rồng vàng và rồng gió giao chiến kịch liệt trong biển lửa, rồng gió địch không lại nhanh chóng tháo chạy, còn rồng vàng thắng thế bay lượn phun ra nước dập tắt ngọn lửa. Các La Hán tập hợp lại một chỗ đều vô cùng tức giận. La Hán Ngân Quang giơ lên gương soi giận mình nói: "Không xong, yêu hầu và con lợn kia đã đi xa rồi." La Hán tay dài cười nhạt đứng lên niệm chú vươn tay ra: "Hai người các ngươi chạy đâu cho thoát." Ngộ Không và Bát Giới bị La Hán tay dài bắt được đem trói vào trong điện. Vất vả cả ngày các La Hán đều rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi.
Đến đêm khuya, Tô Ngộ Không mới niệm chú phá dây trói thoát ra. Nào ngờ đã dùng mọi cách nhưng dây trói vẫn siết chặt, không nới lỏng chút nào. Hết cách, Ngộ Không lại niệm chú gọi Long Vương đến. Long Vương hóa cái sừng thành cây dao sắc bén để cắt dây, nhưng không sao làm hư hại được nó. Sau một hồi loay hoay, Long Vương bất lực mà nói: "Dây thừng này là của các La Hán tạo ra, ta không thể nào cắt được nó." Ngộ Không lúc này mới nhớ ra sợi lông ở sau đầu, bèn để Long Vương biến nó thành một con dao sắc bén cắt đứt dây thừng một cách dễ dàng. Tô Ngộ Không cũng nhanh chóng cởi trói cho Bát Giới, còn Long Vương cũng cáo từ bay đi. Trước khi rời khỏi, Ngộ Không giận dữ đập nát bệ thờ, còn Bát Giới đã gom hết đồ cúng vào trong túi. Hôm sau, các vị La Hán đến điện thờ, thấy lễ vật đã không cánh mà bay, lưu hương bị ngã ngổn ngang. Các vị La Hán phẫn uất la hét om sòm, tất cả đều muốn bắt lấy Ngộ Không đem về trừng trị thích đáng. Lúc này La Hán cưỡi vòi xuất hiện muốn xin đi bắt hai kẻ lỗ mãng. La Hán tay dài cũng xin đi theo. Hai La Hán nhờ pháp bảo biết được hành tung, sau đó cưỡi mây đuổi theo. Chỉ một lúc sau đã chặn đường trước mặt Ngộ Không. Hầu Ca trông thấy đối phương thì phá lên cười mà nói: "Chỉ bằng hai người các người cũng dám chặn đường lão tôn sao?" La Hán tay dài bước ra ôn tồn: "Giao chiến sẽ mất hòa khí, đại thánh có dám đánh cược với ta không? Người cho ta chưởng một cái thì ta cho người chặt tay của ta." Trừ Bát Giới ở bên cạnh bước ra cười lớn: "Lão trừ ta da dày thịt béo, ta cho người chưởng mỏi tay thì thôi." La Hán tay dài bước ra nói: "Bát Giới xin đừng trách bần tăng vô lễ." La Hán tay dài thủ thế niệm thần chú, bàn tay phát ra kim quang sáng lạn, chưởng một cái thật mạnh. Bát Giới lập tức bị đẩy văng thật xa, không thấy tung tích. Ngộ Không thấy vậy hùng hổ bước tới, hóa kim cô bổng thành một thành đại đào, hét lớn: "La Hán, đến lượt ta, hãy thử sức với thứ này." La Hán tay dài cũng thản nhiên ngồi xuống, giơ tay ra mà đáp: "Đại thánh xin mời tự nhiên." Tô Ngộ Không vận hết sức bình sinh vung đại đào chém xuống. La Hán tay dài vẫn ung dung nhàn nhã, trên tay không có lấy một vết xước. Tức giận, Tô Ngộ Không vùng đào chém liên tiếp mà đối phương vẫn không hề hấn gì cả. Linh cờ khẽ động, Tô Ngộ Không âm thầm móc ra chiếc lồng vàng từ sau đầu, biến ra một thanh đại đào khác. Một nhát đào này chém xuống làm cho La Hán tay dài kinh hãi, ôm cánh tay gần như đứt lìa bỏ chạy. La Hán cưỡi vòi cũng chạy đến tiếp ứng, sau đó thổi một hơi vào cánh tay. Lập tức vết thương của La Hán tay dài đã lành lại. Sau đó La Hán cưỡi vòi đại tượng lao về phía Tô Ngộ Không: "Yêu hầu chớ vội mừng, hôm nay bần tăng sẽ thu phục ngươi." Hết tập thứ 5. La Hán cưỡi vòi có thần thông đặc biệt gì và tiếp theo Tô Ngộ Không sẽ phải ứng phó như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón xem tập thứ 6 với tiêu đề Phúc Lộc Thọ Tam Tình Tương Trợ.